Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin chuyển đến máy Tịnh Tâm, đạo tràng Hoa Sen, ao Thất Bảo, và xin máy của Hoàng Thị Mùi, pháp danh Rượu Ngọt, chuẩn bị. Xin máy mời máy của Ban Hộ Niệm Liên Hoa, Hóa Xanh Hương Quang, chuẩn bị ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, nghe được rồi bác. À vâng ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn đức tăng ni, con xin kính chào thầy Diễm Tịnh Hải. Con xin kính chào chư liên hiệp đồng tu đang có mặt trên đường Zoom Hội Niệm Thế Giới. Kính xin thầy cho con hỏi một câu. Ở nhóm chúng con là có khoảng 30 cụ đã được đạo tràng Tứ Duyên Hà Nội nhận ca rồi, nhưng đạo tràng Tứ Duyên Hà Nội đã giao cho nhóm chúng con chịu trách nhiệm hộ trì cho các cụ, nhưng đã lâu con chưa thấy các cụ sai mời các con đến thỉnh mời Ban Hộ Niệm đến để hộ niệm, để chia sẻ 15 điều nội quy, cũng như để hộ niệm cho các cụ mà các cụ ở tuổi 75-80 rồi. Con e rằng sau này các cụ không kịp trở tay hơi mà vô thường ập đến thì các cụ không kịp trở tay, chúng con cũng như vậy. Kính xin thầy từ bi thương xót cho các cụ ở nhóm con một lời khuyên ạ. Con xin cảm nhận và xin công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái sự lo lắng của bác là đúng đấy. Xin các cụ là cố gắng liên lạc với Ban Hộ Niệm càng sớm càng tốt nhé chư vị. Đừng thấy là mình sáng suốt thứ này là mình chờ cho đến lúc queo rồi mà mới mời. Nhiều khi mình vướng mắc quá nhiều, mình liên lạc với Ban Hộ Niệm quá trễ. Chủ ra dấu rằng là mình còn ở trong cái kiếm cộng tu với nhau mà liên lạc quá trễ, hay là mời họ quá trễ, nhiều khi cũng không kịp để gỡ rối. Nên nhớ cho, nếu mà thí dụ như có còn đủ sức khỏe thì cố gắng nên đến tham gia cộng tu với nhau, và đề nghị với đạo tràng Tịnh Tâm là khi mình công phu với nhau đấy mà biết hộ niệm, chúng ta nên quyết định là cứ mỗi buổi cộng tu ít ra gì cũng có 15 phút học về hộ niệm, nghe về hộ niệm. Mà có những đạo tràng gọi là 15 phút nghe hộ niệm rồi thêm 15 phút rồi đó bàn thêm thì rất là hay, rất là hay. Và nếu mà chư vị tổ chức học hộ niệm nữa thì chư vị cũng là những cái lời đó mà chư vị cứ học lên đọc xuống, thì càng ngày nó càng thấm sâu vào trong cái tâm khảm của mình, trong ký ức của mình, hay là cái a lại gia thức của mình. Nó làm cái số vốn căn bản, nhất là các cụ trên 80 tuổi rồi, cố gắng là khi đi học hộ niệm nên lắng nghe, đừng nên nghe lướt qua, đừng nghe nói ồ cái đó nó dễ quá. Khi mà trong tâm chúng ta nghĩ rằng là ồ những cái cuộc tọa đàm này hay là những cái lời hướng dẫn này đơn giản quá, thì vô tình chúng ta đã khơi cho mình một cái tâm tự mãn. Vô tình chính cái tâm tự mãn nó sa thải tất cả những cái gì mà mình muốn nghe mà không nghe được đấy. Cái đấy là lời của Ngài Ấn Quang dạy. Khi mà cái tâm thành tâm kính thì một cái lời như vậy thôi mà nó thấm vào trong cái tâm của mình, tự nhiên của mình sáng rút ra, và tự nhiên tâm mình nó sáng ra sáng ra. Chư Tổ Đại Đức thường hay nói là đọc thư thiên biết, kỳ ý tự kiến là như vậy. Một lời kinh đó mà mình thành tâm lắng nghe, mình đọc 1000 lần, tự nhiên nó khác đi, tự nhiên cái ý nghĩa của lời kinh nó rõ ràng hơn mà tự nhiên mình hiểu luôn. Thì cái học hộ niệm cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ khinh thường. Ví dụ như một người trưởng ban tới khai thị, chúng ta đừng có khinh thường những cái lời khai thị. Dẫu rằng đơn giản nhưng mà chúng ta thành tâm tự nhiên chúng ta sẽ thấy ngộ ra rất nhiều. Chính vì thế mà cái pháp hộ niệm rất cần sự thành tâm nha chư vị, rất cần sự nhẫn nại nghe chư vị, và khiêm nhường nha chư vị. Càng khiêm nhường càng thành tâm chừng nào chúng ta càng lợi lạc chừng đó. Mà khi thành tâm như vậy thì được Phật lực phóng quang gia trị, vô tình Phật lực khai tâm cho chúng ta mà chúng ta không hay. Nếu mà chúng ta cho mình đủ, cho mình ngon rồi thì càng tu càng mờ, càng tu càng mịt,
và sau cùng thường bị đại nạn là như vậy. Tình hải này nhắc nhớ như vậy là nhất định là, nhất là các cụ 80 tuổi rồi. Đừng nghĩ rằng là ta 80 năm qua chúng ta hiểu rồi. Đừng bao giờ có cái ý niệm này nhé, chứ vậy. Nếu mà có một ý niệm như vậy thì vô tình chúng ta đã từ chối tất cả những công phu tu hành mấy chục năm của chúng ta mà hưởng lấy những cái cạm bẫy vô cùng đau đớn khi mà chúng ta nằm xuống đấy. Đây là lời dạy của ông Tổ. Ngài nói khi mình tu hành rồi vô tình động đến oán thân trái chủ, chư vị quý thần trong cái hàng nghịch từ vô lượng kiếp người ta sống dậy rồi. Chỉ cần khởi một cái tâm thượng mạng lên thì chư hộ pháp xa liền và các ngài gá thân vào điều khiển mình liền lập tức. Cho nên sau cùng mình bị nạn. Cho nên mong chư vị nhớ kinh Phật cũng dạy như vậy, chốt dạy như vậy. Mong các vị là cố gắng liên lạc sớm với ban hộ niệm để ban hộ niệm kịp thời nhắc nhở. Và nhắc nhớ thì chúng ta nghe, tự nhiên chúng ta sẽ lợi lạc vô cùng. Đừng quá trễ, nhiều khi không giải quyết được nhé chư vị nhé. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm trên công đức của Thầy Thích Tình Hải. Dạ.